Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 8 tây tháng 9 năm 2021 Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ năm ngày 9 tây tháng 9 rồi Thì chúng ta thấy được là hôm nay đây là chúng ta thấy là Bitcoin xoay quanh cái mức là khoảng 46.000 đô Và chúng ta thấy được là sau khi mà giá Bitcoin đi xuống tới cái mức thấp là 42.800 thì cái xu hướng là nhiều người cho là bị không muốn đi ngược trở xuống để mà thử là những cái dùng như là 42.000 thì ngày hôm nay đó thường có rất nhiều những thông tin như là trên màn hình thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta sẽ nói tới tình hình hiện bây giờ ai đang bán ngày hôm qua đó tình hình ra sao và cuối cùng chúng ta cũng có một số những cái tài liệu mà cho thấy được là những người bán là những người mà ho đồ ngắn hạn những người mà lưu trữ dài hạn đã vẫn không có bị di chuyển bởi những gì xảy ra ngày hôm qua tôi sẽ chia sẻ những cái thông tin với các bạn cũng như là chúng ta sẽ nhìn vào những cái tài liệu như là gì bạn hỏi thường liên quan tới có phải là Coinbase đang bị kiện bởi SEC hay là không và chúng ta cũng có một số những cái thông tin tốt như là liên quan tới Ukraine cũng như là game theory mà thường muốn chia sẻ với các bạn và nhiều những thông tin khác liên quan nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu để mà nhìn vào tình hình của Bitcoin đi thì hôm qua đó nhiều bạn cũng đã biết là lý do tại sao mà giá cả xuống nhanh chóng đó chính là chúng ta có quá nhiều lệnh margin futures khiến cho nhiều lệnh bị thanh lý hay gọi là hiện tượng long squeeze cũng đã chia sẻ chi tiết hơn trong cái video ngày hôm qua thì bây giờ tư hình đó như thế nào chúng ta có thể thấy một đợt đi xuống mạnh như vậy nữa hay là không thì nếu như mà chúng ta nghĩ là lý do chính thức ngày hôm qua đó chính là liên quan tới cái hiện tượng long squeeze nhiều lệnh bị thanh lý cháy tài khoản ở trên những cái sàn như là future margin thì tình hình đó đó hiện bây giờ chúng ta thấy được là đã nguội lại tại vì các bạn đang nhìn đó cái đường màu xanh này đó chính là cái lệnh futures của Bitcoin thì các bạn thấy được là ngày hôm qua đó khi mà bị thanh lý thì cái đường màu xanh này đã đi xuống và bây giờ các bạn thấy là cái xu hướng đó không có cái xu hướng hồi phục vẫn tiếp tục là chúng ta thấy được là ít lệnh và ít tình hơn có nghĩa là cái tình hình có nhiều lệnh futures đã giảm đi và cộng vào đó nữa các bạn thấy được là tình hình đó đây là cái tài liệu liên quan tới funding rate hay còn gọi là cái phí qua đêm thì trước khi mà có cái sự xuống giá mạnh đó các bạn thấy được là cái funding rate là positive nghĩa là ở cái số dương có nghĩa là chúng ta thấy là tính tổng đó thì chúng ta có nhiều lệnh long hơn là lệnh short thì bây giờ chúng ta thấy được là sau khi mà giá xuống đó chúng ta đã có một số những lệnh short xuất hiện nhưng mà cho đến bây giờ tình hình ở đâu ổn định lại có nghĩa là chúng ta thấy được là tình hình bây giờ đó chỉ số là 0.002 thì cứ hiểu đơn giản đó là càng gần con số 0 có nghĩa là hai bên lên lon và đỉnh số đánh lên và đỉnh đánh xuống đó, nó cân bằng với nhau thì đó là tình hình hiện bây giờ chúng ta bây giờ thấy cái nguy cơ long suy đã nguội lên rất nhiều chúng ta không có lý do gì nghĩ là sẽ có thêm một đợt long suy nữa tại vì những cái lệnh future và margin đã giảm đi cũng như là funding rate trên sàn cũng đã giảm xuống bây giờ là cái mức là neutral cũng như là cân bằng thì đây là tài liệu thứ nhất chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới những cái lệnh Futures. Thì kế tiếp nữa đó, thường muốn trả lời một số những câu hỏi là tình hình đó, khi mà các bạn nhìn vào những hiện tượng xảy ra ngày hôm qua. Thì chúng ta thấy được là bây giờ ở trên sàn giao dịch tính theo chỉ số Class no đó, thì còn bao nhiêu Bitcoin đang có lợi. Đương nhiên, càng nhiều Bitcoin có lợi thì cơ hội chúc lợi càng cao. Và các bạn cũng đã thấy được là tình hình đó ngày 6 tới tháng 9, cái số phần trăm Bitcoin có lợi đã lên tới là 90% bảy tám phần trăm trong khi những ngày trước đó khi mà chúng ta nói tới chỉ số này đó nó chỉ xoay quanh cái mức là khoảng 87% mà thôi những ngày như là ngày thứ năm và ngày thứ sáu tuần vừa rồi thì chúng ta thấy được là sau khi mà có cái sự kiện ngày hôm qua đó thì cái số limit còn có lời đó tính theo chỉ số class no đi giảm xuống còn có 80,5 thôi có nghĩa là đã reset lại đây là một con số lời mà chúng ta cũng thường hay thấy cũng chứ không phải là có gì đó là quá đặc biệt với con số 80% này nó đã thấp hơn những con số chúng ta lo lắng đó thường những con số mà giống như là ở cái mức là 85 trở lên Bây giờ đã dưới 85 một lần nữa ở mức là 80% và chúng ta nhìn vào một tài liệu khác nữa là hiện bây giờ đó ai đang bán Bitcoin và ngày hôm qua ai đang bán Bitcoin thì có hai cách để mà nhìn chúng ta thứ nhất đó là chúng ta thấy được là khi mà nhìn vào tài liệu liên quan tới Net Realized Profit Loss thì đây là một tài liệu cho các bạn thì được tính theo chỉ số on chain đó thì những cái Bitcoin di chuyển bây giờ là họ đang lời hay là lỗ nghĩa là người ta bán lời hay là người ta cắt lỗ thì chúng ta thấy được là tình hình của ngày hôm qua đó là sau nhiều ngày cái đường này là màu xanh có nghĩa là Bitcoin khi mà di chuyển đó là phần lớn là có lời thì bây giờ là chúng ta thấy là tình hình là đi vào cái vùng màu đỏ ngày hôm qua có nghĩa là có một số người đã chấp nhận bán Bitcoin với cái giá lỗ nhưng mà chúng ta đã trở lại màu xanh của ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái chỉ số này nhưng mà Chúng ta nhìn vào tài liệu kế tiếp nữa Cũng tương tự đó chính là ASOPIA thì cũng cho chúng ta thấy là những cái bịch không di chuyển trên mạng lưới đó Là so với cái giá nạp vào và rút ra đó thì họ đang lời hay lỗ thì cũng tương tự các bạn thấy được chúng ta thấy có một khoảng thời gian là ngày hôm qua là chúng ta thấy di chuyển là người ta cắt lỗ nghĩa là nhiều người lo sợ về bán bịch khô mặc dù là cái giá bán thấp hơn là cái giá mà họ đã mua vào thì cái tình hình này để chúng ta có cần lo sợ hay là không thì cũng chưa hẳn tại vì chúng ta phải nhìn vào cái sự khác biệt giữa những người mà ho đồ thời gian dài hạn hay là long term holder hay là các bạn thấy được những người mà ho đồ ngắn hạn hay là chúng ta thấy được đó chính là short term hodler thì khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu ngắn hạn trước đi thì các bạn thấy được là đây là tài liệu tính theo lóc một lóc của bitcoin đó chính là 10 phút thì chúng ta nhìn vào những cái thời gian thì sẽ zoom vào thời điểm từ ngày 6 tây cho đến ngày hôm nay một lóc là 10 phút thì các bạn thấy được là rất rõ ràng trong cái sự hoảng loạn của ngày hôm qua đó chúng ta có rất là nhiều bitcoin di chuyển ở trong những cái thời điểm là giá đi xuống và di chuyển đó, cái chỉ số này là dưới con số 1. Số 1 có nghĩa là cái giá ở trên blockchain đó, vào ví và ra ví là bằng nhau, nhưng mà các bạn thấy được chỉ số đó ngày hôm qua có một thời gian là chúng ta thấy được là chỉ số là dưới số 1 có nghĩa là những bitcoin này di chuyển là di chuyển lỗ, có nghĩa là những người đầu tư ngắn hạn đã chấp nhận bán bitcoin lỗ ngày hôm qua nhưng mà chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự, nhưng mà chúng ta bây giờ sẽ nhìn vào long term nghĩa là những người uh, lâu dài ho đồ lâu dài thì chúng ta thấy là những người ho đồ lâu dài thì khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu từ ngày hôm qua tới bây giờ đó để thuận bắt đầu từ ngày 6 tây đi để các bạn thấy rõ ràng hơn thì khi mà thuận zoom vào đó các bạn sẽ thấy được là những cái thời điểm mà giá xuống đó thì phần lớn khi mà các bạn để ý đó con số này cũng giống như là con số mà chúng ta mới vừa nhìn hơn một có nghĩa là di chuyển nó có lời dưới một là di chuyển lỗ và một là coi như cân bằng giá vào và ra thì chúng ta được là tình hình là chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngày hôm qua thôi là chúng ta có cái tình hình là cái con số Bitcoin di chuyển bởi những người mà hold đồ lâu dài là con số âm là con số dưới số 1 có nghĩa là họ di chuyển với cái mức lỗ Thật ra mà nói chỉ có một lóc duy nhất thôi đó chính là cái lóc này ở cái thời điểm là 10 giờ 29 phút tối ngày 7 tháng 9 những lóc còn lại tàn là trên số 1 không nghĩa là gì thì nói tóm lại đó chúng ta thấy là tài liệu on-chain cho chúng ta thấy được ngày hôm qua trong cái sự hoảng loạn đó những người mà bán lo sợ đó là không phải là những người đầu tư lâu dài mà chỉ là những người đầu tư ngắn hạn. Thì ngắn hạn là bao nhiêu lâu? Ngắn hạn đó có nghĩa là những người mà lưu trữ Bitcoin dưới 155 ngày. Thì các bạn thấy là khoảng chừng 30 ngày là một tháng, thì 5 tháng là 150 ngày thì những người mà lưu trữ Bitcoin 5 tháng đổ xuống là những người mà đã bán lỗ ngày hôm qua. Còn chúng ta nhìn vào những người mà lưu trữ dài hạn, như là những người mà đã lưu trữ Bitcoin ít nhất là 5 tháng trở lên thì chúng ta thấy cái hiện tượng là không có bị lung lay bởi cái xuống giá của ngày hôm qua. Một tài liệu khác nữa chúng ta có thể nhìn thấy được điều này đó chính là chúng ta nhìn vào Coin Day Destroy hay là CDD. Như bạn có thể biết là cách nhìn của chỉ số này cũng rất là đơn giản. Khi mà chúng ta thấy được là cái đường màu cam này tăng cao đó, đó là những cái lúc chúng ta cần phải quan tâm. Tại vì đó là những cái lúc cho chúng ta thấy được đó là con số lượng bịch không di chuyển có ý nghĩa rất là lớn. Tại vì để cho cái đường màu cam này tăng cao đó thì chúng ta phải thấy được là Thứ nhất là những Bitcoin lưu trữ lâu năm, đột ngột, di chuyển hay là chúng ta có số lượng lớn Bitcoin đột ngột di chuyển Thì cái đường mà màu cam này mới tăng cao Thì chúng ta nhìn vào tài liệu đi, đây là tài liệu à, từng ngày Thì chúng ta thấy được là tình hình đó của ngày hôm qua thì như thế nào Không có gì gọi là khác biệt so với những ngày thường hết Có nghĩa là tài liệu này đã hỗ trợ cho những gì mà chúng ta mới vừa nói tới Đó chính là cái số lượng người đầu tư lâu dài hoàn toàn không bị lung lay với khi xuống giá ngày hôm qua mà thậm chí còn mua thêm nữa và chúng ta nhìn vào tài liệu những cái người mà lưu trữ ngắn hạn thì hoảng loạn ngày hôm qua và bán với cái mức lỗ đó là tài liệu thì bây giờ ít ra các bạn thấy được là những ho là lâu năm không có bị lung lay bởi vì xảy ra ngày hôm qua chúng ta chuyển qua và nói với những cái tài liệu như là các bạn thấy được là tài liệu bitcoin nạp vào và rút ra đi thì trước hết các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đây là tài liệu mới nhất của ngày hôm qua mỗi một cái thanh này là một ngày thì các bạn thấy được là đối với Bitcoin đó thì cho dù giá cả đi xuống ngày hôm qua hay là giá cả tăng trưởng mạnh trước đó nữa chúng ta được là liên tục là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, tám ngày, chín ngày, 10 ngày, 11 một ngày liên tục như là gần như là hai tuần các bạn thấy được là Bitcoin hàng ngày đó rút ra khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào thậm chí ngày hôm qua dưới cái sự xuống giá đó, đó có thể là nhiều bạn nghĩ là tình hình là sẽ có nhiều người nạp Bitcoin lên trên sàn để mà bán nhưng mà trên căn bản ngày hôm qua chúng ta đã có 4.094 bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào trên những cái sàn giao dịch đây là tài liệu uh, của bitcoin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn có nghĩa là giá đi xuống chúng ta không những là không thấy bitcoin đẩy lên để mà bán mà bitcoin còn rút ra nữa có nghĩa là chúng ta thấy được là tiếp tục hỗ trợ cái giá trước ngày hôm qua là giá cả đi xuống đó là không phải là do nhiều người lên để mà bán mà cái giá cả đi xuống ngày hôm qua đó là liên quan đến quá nhiều lệnh future bị thanh lý chúng ta nhìn vào tài liệu này ngày hôm nay đó liên quan đến nạp vào rút ra nhưng mà tính theo giờ để chúng ta lấy những tài liệu mới nhất thì các bạn thấy được là hôm nay vẫn tiếp tục cho thấy được là nhiều giờ thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn vẫn tiếp tục cho các bạn thấy được nhiều giờ Bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào chúng ta bây giờ chuyển qua và khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin trên những cái sàn giao dịch thì các bạn thấy được là tình hình như thế nào khi chúng ta zoom vào thì rất rõ ràng là kể từ ngày 25 tới tháng 7 cái ngày mà chúng ta thấy là thời điểm mà giá cả có có sự hồi phục đó lên cho tới bây giờ từ mức là 30.000 đô thì tình hình là cái đường màu xanh này tiếp tục và tiếp tục đi xuống có nghĩa là càng ngày càng ngày càng mất đi Bitcoin trên sàn có nghĩa là càng ngày đây là dấu hiệu cho thấy là Bitcoin được thu mua và đem ra khỏi sàn có thể là họ đem vào ví cá nhân của họ, họ đem vào ví lạnh của họ để mà lưu trữ. Đây là dấu hiệu tích lũy của những nhà đầu tư lâu dài và một điều khác nữa là thuận thấy có một số người ở trên Twitter nói là chúng ta thấy cái hiện tượng là thợ đào bán thì thuận lại không thấy cái hiện tượng này các bạn thấy được chúng ta đang nhìn vào tài liệu đây là tài liệu của những cái thợ đào mà tính theo giờ khi mà các bạn chuyển qua để mà tính theo ngày đó thì các bạn thấy được là tài liệu cho đến bây giờ vẫn không thấy được là cái số lượng bịch kho bán của những thợ đào tăng cao khi mà thường nhìn vào tài liệu tính theo giờ đó thì các bạn thấy được là tình hình của ngày hôm qua và ngày hôm nay đó có nghĩa là cái phần này thì các bạn thấy được là cũng không có gì gọi là khác quá so với ngày thường cho nên nếu như nói là chúng ta thấy hiện tượng là nhiều thợ đào bán trong thời gian đi xuống giá ngày hôm qua và ngày hôm nay tôi lại không thấy điều đó Thường thấy được là tài liệu onchain vẫn cho thấy được là thợ đào vẫn khá là im lặng họ đã im lặng khi mà giá cả tăng từ ngày 20 tới tháng 7 cho đến cái mức là hơn 50.000 đô và họ lại tiếp tục im lặng khi mà giá cả xuống ngày hôm qua đó là tình hình của thời đạo nhưng mà bây giờ thì muốn chuyển qua để mà nói về Ethereum đi thì nói tới Ethereum đó các bạn thấy được tình hình của Ether là như thế nào chúng ta đang nhìn vào tài liệu tính theo ngày đó thì Ethereum ngày hôm qua và thật ra à, các bạn thấy được là 1, 2, 3, 4, 5 ngày 5 ngày liên tục chúng ta thấy được là tình hình là chúng ta có thêm ether lên trên những sàn giao dịch thì tình hình đúng thật là ngày hôm qua chúng ta thấy được là chúng ta có thêm ether xuất hiện trên những cái sàn có nghĩa là tính tương đối thì cái số lượng Ether đẩy lên sàn nhiều hơn là Bitcoin và chúng ta nhìn vào tính theo nến giờ đó thì các bạn thấy được là ngày hôm nay thì như thế nào tình hình ngày hôm nay đó các bạn thấy được là mỗi một ngọn nến này là một giờ thì tình hình của ngày hôm nay các bạn thấy được là cũng tương đối là cân bằng cái số lượng Ether nạp vào rút ra chúng ta tiếp tục chờ đợi cái ngày hôm nay kết thúc để chúng ta xem cái ngọn nến ngày như thế nào và chúng ta sẽ nhìn tài liệu này ngày mai thì nói chung thì các bạn được là tình hình on-chain của bitcoin rất là ổn à, chúng ta thấy được là giá cả tuy có cái sự đi xuống đột ngột nhưng mà tài liệu on-chain vẫn tiếp tục hỗ trợ cái giả thuyết là những nhà đầu tư lâu dài họ vẫn tiếp tục bullish trong thị trường này họ vẫn tiếp tục lưu trữ và không có dấu hiệu là bitcoin đẩy lên trên sàn nhưng mà chúng ta thấy được là đối với ethereum thì chúng ta thấy được là cái tốc độ ether đẩy lên trên sàn thì nhiều hơn bitcoin tính tương đối mà thôi